2020 đúng không ạ? Một năm phải để lại cho chúng ta rất là nhiều khó khăn và đầy thách thức, đại dịch Covid-19. Và trong năm vừa rồi thì ảnh hưởng không chỉ là ở Sơn Hà Sài Gòn mà ảnh hưởng trên toàn khắp thế giới. Ai ai cũng chịu đựng cái ảnh hưởng rất là nặng nề. Tuy nhiên, với những thách thức đó, với những khó khăn đó thì tất cả chúng ta đều thấy một điều rất rõ rệt, đó chính là tinh thần đoàn kết và cùng nhau vượt qua đại dịch để có thể gặt hái được những thành tựu, những thành công nhất định trong năm vừa rồi. Và có lẽ là ngày hôm nay, một ngày khá là đẹp trời đúng không ạ? Và tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây khi mà có những thông tin cũng không mấy tích cực lắm, thì đây chính là một dấu hiệu của sự may mắn và chúng ta lạc quan lên, bởi vì chúng ta có một niềm tin cho năm 2021 sẽ rực rỡ hơn nữa, sẽ thành công hơn nữa bởi tinh thần đoàn kết của tất cả quý vị đang ngồi ở đây. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng bắt đầu chương trình thưa quý vị. Quý vị thân mến, và đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ được dành một vài phút để giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu cũng như là ban lãnh đạo. Sẽ được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Hoàng Tuấn Thanh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh. Và chương trình ngày hôm nay có thực sự thành công hay không chính là sự góp mặt của toàn thể cán bộ công nhân viên của Sơn Hà Sài Gòn. Còn chân gì nữa mà chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn để nâng niu cho đó sự hiện diện của quý vị. Thưa quý vị, và ngay sau đây để bắt đầu cho chương trình thì chúng tôi xin được phép mời lên sân khấu ông Hoàng Tuấn Thanh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, sẽ phát biểu cũng như đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của năm vừa rồi cũng như là đưa ra những hoạch định của năm 2021. Hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn để chào mừng. Kính thưa Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các vị khách mời cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn ngày hôm nay. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin phép được báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Phần 1. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, đại dịch Covid-19 di chuyển nhanh theo các trục chính của thương mại toàn cầu gây tổn thương nghiêm trọng cho nền kinh tế. Đại dịch đã giáng xuống một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới, vốn đã tiềm ẩn không ít những rủi ro. Do bệnh dịch rất khó khăn, có thể bùng phát bất cứ lúc nào và trở lại bất cứ lúc nào, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế. Khi thực thi các giải pháp phục hồi từ các đợt dịch thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, giáng thêm những đòn chí tử lên nội bộ các tái hoạt động của kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với tình hình chung như trên thì công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn cũng không thể tránh được những ảnh hưởng tiêu cực từ việc sụt giảm nhu cầu tiêu dùng cho đến các trở ngại trong công tác nhập khẩu. Trong đó, khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu thì trong năm 2020, công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn vẫn có một số thuận lợi về việc giá cả nhập mua, về nhu cầu tăng đột biến của một số sản phẩm đặc thù với những kết quả kinh doanh đạt được như sau. Kết quả thực hiện so với năm trước, tổng doanh thu thực hiện năm 2020 tăng so với năm 2019 là 8%, tuy nhiên còn một số SKU bị sụt giảm như bồn inox và ống thép. GP toàn công ty tăng 6%, lợi nhuận thực hiện năm 2020 đạt 83% so với thực hiện năm 2019. Kết quả thực hiện so với kế hoạch được giao thì tổng doanh thu và lợi nhuận đều đạt so với kế hoạch. Tuy nhiên còn một số SKU chưa hoàn thành kế hoạch, nhưng cũng là một động lực để có thể cán bộ công nhân viên chúng ta cố gắng hơn cho năm sau. Kết quả thực hiện so với kế hoạch thực hiện được giao thì tổng doanh thu, lợi nhuận đều đạt. Để chúng ta có một năm tới cố gắng hơn,
nhiệt huyết hơn. Phần 2 là phương pháp hoạt động của năm 2021. Trước những diễn biến về Covid còn phức tạp, tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch trên toàn cầu. Với những khó khăn được Ban Tổng Giám đốc nhận định như trên, bên cạnh đó, công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn với những nền tảng ổn định của năm 2020, trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy các thế mạnh, cải tiến những bất cập và cam kết đạt chỉ tiêu với Hội đồng Quản trị đã giao cụ thể như sau. Về doanh thu, tăng từ 20 đến 25%. Về lợi nhuận trước thuế, tăng 20%. Kế hoạch hoạt động cụ thể được thực hiện theo các chỉ tiêu như sau. Tiếp tục giám sát và tăng hiệu quả hoạt động hệ thống chi nhánh các tỉnh, gia tăng sản lượng tiêu thụ cũng như gia tăng độ phủ của thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng, rút ngắn thời gian giao hàng, lắp đặt và bảo hành tốt hơn, phát triển thêm các dòng sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm từng phân khúc thị trường khác nhau, xây dựng chính sách lương thưởng cho cán bộ công nhân viên theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận nhằm tạo động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên thi đua và hoàn thành nhiệm vụ, tăng cường công tác giám sát thông qua các hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ, giảm rủi ro về tài chính và hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng, đưa vào hoạt động thêm nhà máy tại khu vực khu công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ để đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu hàng hóa trên thị trường. Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn. Kính thưa các anh chị em, năm 2020 khép lại với những khó khăn và những chỉ tiêu chưa hoàn thành, nhưng chúng tôi xin ghi nhận nỗ lực và quyết tâm, tinh thần đoàn kết cũng như nhiệt huyết, trách nhiệm cao trên mỗi lĩnh vực công tác của mỗi thành viên Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn. Năm 2021 sẽ là một năm đầy biến động, khó khăn và thách thức đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn nhiều, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ hơn, xây chung tay để xây dựng SHA một ngày càng vững mạnh hơn. Với những cố gắng của bản thân mọi người, với những thành viên đội ngũ quản lý của SHA, chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được kế hoạch, vượt qua thử thách khó khăn để khẳng định vị thế, uy thế và khẳng định sự phát triển bền vững của SHA. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ cán bộ công nhân viên bởi những cố gắng, nỗ lực cống hiến cũng như sự cố gắng quyết tâm, nhiệt huyết mà anh chị em đã mang lại, đã giành, đã thắng lợi cho SHA. Nhân dịp năm mới, tôi kính chúc Ngài Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Hoàng Hà, các quý vị khách mời cùng toàn thể cán bộ công nhân viên cổ phần Sơn Hà Sài Gòn một năm mới sức khỏe dồi dào, may mắn ngập tràn, thành công vượt trội. Vâng ạ, xin được cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi của ông và mời ông Nắng là khu vực sân khấu ạ, tại vì ban tổ chức sẽ có một bó hoa tươi thắm gửi tặng cho ông. Quả thật là năm vừa rồi 2020 quá nhiều biến động và khó khăn đúng không ạ? Có nhiều chỉ tiêu chưa hoàn thành, nhưng mà với nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo cũng như là cán bộ công nhân viên thì chúng ta hy vọng năm mới sẽ có nhiều thành công hơn nữa. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để gửi lời cảm ơn đến với ban lãnh đạo của SHA. Cảm ơn ông.